thưa bà con và các bạn, tôi đang có mặt tại mô hình chăn nuôi lợn rừng lai của gia đình chị Nguyễn Thị Cúc tại khu 5 xã Liên Hoa, huyện Phú Ninh. Với hiệu quả kinh tế cao, mô hình chăn nuôi lợn rừng lai đang được Trung tâm khuyến nông tỉnh Phú Thọ khuyến khích các hộ dân trên địa bàn tỉnh tham gia chăn nuôi theo hướng an toàn giá trị đặc sản. Nhiều năm trồng cây ăn quả, nuôi gà nhưng hiệu quả không cao, năm 2017, gia đình chị Cúc đã đi học hỏi kinh nghiệm và quyết định đầu tư chăn nuôi lợn rừng lai. Lúc đầu chị thử nghiệm nuôi hai con nái. Thấy việc nuôi không khó, chị đã nhân rộng nuôi cả đàn trên 70 con, vừa lợn nái vừa lợn thịt, cho thu nhập trên 150 triệu đồng một năm. Nuôi cái lợn rừng lai này thì là nó cũng nó dịch bệnh, nó là, là nó kháng bệnh tốt đấy. Cho nên là nuôi nó cũng đơn giản đấy mà. Với cái kinh tế nó thì nói chung là nó cũng cũng được. So với là nhà nông thì làm nói chung là giá cả nó sẽ cao hơn cái lợn lợn ta bình thường ấy. Quá trình nuôi hàng ngày. Trình nuôi hàng ngày thì thức thức ăn thì là nó chỉ là rau cỏ đơn giản thôi mà mình có cái gì cho ăn đấy rau rồi sắn ngô khoai các thứ đấy rau chuối rau riếc đấy. Cùng với ừ. đó vệ sinh chuồng trại. Với cả nói chung là mình chú ý về vệ sinh nên nó sạch sẽ thì nó đỡ dịch bệnh. Xin ông cho biết lý do mà cái mô hình nuôi lợn rừng lai đang được trung tâm khuyến nông tỉnh khuyến khích các hộ dân chăn nuôi ạ. Lợn rừng lai là cái vật nuôi mà nó có khả năng tính đề kháng rất cao. Cái thứ hai nữa là cái đầu tư cho nó thì cũng không nhiều. Cái thứ ba nữa là đối với cái con vật này thì cái nguồn thức ăn nó rất dễ kiếm trên địa bàn, đặc biệt là ở trên các vùng sản xuất như tỉnh Phú Thọ có điều kiện về đất vườn đồi và đất rừng. do đó thì cái nguồn nguyên liệu để nuôi rất dễ kiếm như có thể là từ cây ngô, thân cây ngô cây chuối và những cái phụ phẩm nông nghiệp như là ngô, lúa. Và hiện nay trên thị trường thì thịt lợn Dừng lai này đang được có nhu cầu rất cao, đặc biệt là với cái giá bán được người chăn nuôi cho là khá thuận lợi để sản xuất. Những năm qua, nuôi lợn rừng lai là hướng chăn nuôi mới có tiềm năng được người dân huyện Phủ Ninh đầu tư. Lợn rừng lai nuôi khoảng 12 tháng là có thể cho sinh sản. Trung bình một năm, lợn nái đẻ hai lứa, mỗi lứa khoảng 7-8 con lợn con. Khi lợn con được 3 tháng thì tách đàn nuôi riêng, thức ăn của lợn rừng ngoài cám ngô không phải nấu chín có thể tận dụng các nguồn thức ăn tại chỗ khác như rau, cỏ, khoai sắn. Về trồng trại cần xây tập trung dưới những tán cây có ngăn riêng cho từng lứa và dành một khoảng vườn có không gian rộng cho lợn chạy nhảy đào bới. Thực hiện theo cái nội dung chỉ đạo của địa phương thì khuyến nông chúng tôi cũng khuyến cáo bà con nhân dân thực hiện phát triển kinh tế hộ gia đình đặc biệt là chăn nuôi lợn rừng lai để tăng thu nhập cho hộ gia đình. Và trên địa bàn xã Liên Hoa thì đã có hơn chục hộ chăn nuôi cái lợn rừng lai. Và qua một thời gian, một vài năm ấy thì chúng tôi nhận thấy cái mô hình nuôi lợn rừng lai này rất hiệu quả cho thu nhập cao của hộ gia đình. Việc nuôi lợn rừng đơn giản hơn lợn ta, nhưng bà con cần nắm rõ kỹ thuật, chu kỳ sinh trưởng của chúng để chủ động phòng bệnh, bổ sung thức ăn để cho hiệu quả kinh tế cao. Thị trường tiêu thụ lợn rừng cũng không khó, giá bán thấp nhất khoảng 150.000 đồng một kg. Hiện nay, mô hình nuôi lợn rừng lai tập trung nhiều tại các huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Đoàn Hùng, Phú Ninh. Thời gian tới, Trung tâm Khuyến Nông Tỉnh tiếp tục nhân rộng mô hình có hiệu quả, cung cấp thông tin mở rộng thị trường cho người chăn nuôi. Đối với lợn rừng lai thì chúng ta chú ý vào cái độ tuổi khi mới sinh là cần phải giữ ấm vào cái sức đề kháng rồi nó vẫn còn nhỏ nó sức đề kháng nên chúng ta cần phải chú ý chủ yếu là các dịch bệnh ví dụ như là bệnh dịch tả, bệnh tai xanh, bệnh viêm phổi, và bệnh dịch tả châu phi. Bà con nên chú ý nuôi về phòng chống dịch bệnh là chủ yếu và hai nữa là về chuồng trại thì nên vệ sinh sạch sẽ và để mùa đông thì để ấm và mùa hè thì để thoáng mát. Thưa bà con và các bạn, hy vọng rằng với những thông tin trong chuyên mục nông nghiệp nông thôn Phú Thọ của chúng tôi ngày hôm nay về mô hình chăn nuôi lợn rừng lai thì sẽ có ích đối với bà con và các bạn, đặc biệt là đối với những hộ dân đã và đang có ý định chăn nuôi lợn rừng lai. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục nông nghiệp nông thôn Phú Thọ của chúng tôi đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.